thưởng thức một bát phở, nếu như thịt là phần cứng, nước dùng là phần tinh kết nối các thành phần với nhau, thì bánh phở lại là phần nền cốt yếu quan trọng khi đưa vào miệng. Một dạo, người ta rộ lên mốt bánh phở làm bằng máy vì bánh thái ra cũng đều chằn chặn đẹp phần mắt. Thế nhưng ăn và cảm nhận, bánh phở hương vị xưa được thái bằng tay vẫn là điều đặc biệt. Phở ở đây thì được cái là có bí quyết riêng. Bánh phở thủ công này ăn đến cuối bát thì mình vẫn không bị nát. Từ xưa này mà tôi đã thường xuyên ăn 50 năm nay. Không biết bà chủ có cái bí quyết gì mà bánh phở này ngon này. Những quán phở này được nhiều thực khách lựa chọn, không chỉ bởi vị nước dùng đặc biệt, mà còn là cách chủ quán chọn bánh phở cho hương vị phở của mình. Xung quanh nhà tôi cũng nhiều hàng phở lắm, nhưng mà tôi kiểu quen vị đây rồi. Bánh phở ở đây cũng rất ngon, mà nó không ngon. Tôi cảm giác đây là bánh làm thủ công. Đấy, tôi tìm hiểu như thế, cho nên là cái bánh phở đang làm thủ công, chứ không phải là làm công nghiệp như bây giờ. Đấy, cho nên là kể cả cái chất của nó, ăn nó dai, nó mềm đấy. Chứ không có cái mùi như là tôi đi mua ở ngoài, cái mua gần chợ nó tôi nhiều hàng lắm, nhưng mà tôi ăn nó có một cái mùi gì rất là lạ mà mình cũng không dám ăn. Cái nước phở chế hoàn toàn là xương bò hết. Một năm có 360 ngày thì chắc là phải 360 ngày là có mặt ở 48 hàng vải. Vắng mặt 1-2 ngày là được nhớ lắm. Phở nhà Lâm thì nó có một cái vị đặc biệt, nó có mùi đậm đặc và mùi gừng, mùi mặn. Thế nên là nó hấp dẫn lắm, chứ nó trở thành cái khẩu vị quen rồi. Ai mà đã ăn quen một lần thì chắc là không thể nào có thể bỏ qua. Bánh phở 48 hàng vải thì nó trước hết nó trắng, thứ hai nó dai. Bánh phở thì đúng là nó là phải do cái thái tay, mà thái tay truyền thống thì tôi nhớ mãi cái ấn tượng là bánh phở đặt trên bàn xong là coi con dao bánh phở thái rất là dẻo, rất là mềm, rất là nhanh. Nó tạo ra cái hấp dẫn từ lúc thái bánh phở rồi. Cho nên là đấy là một cái đặc điểm mà tạo lên cái hương vị của cái phở phố cổ Hà Nội. Tình cờ cũng là một cái cơ duyên thôi. Tức là cũng nhờ bà ngoại người phố cổ và giới thiệu cho cái cửa hàng của nhà chị Diệp chuyên bánh phở sạch và tráng tay. Nếu như mà ai chưa ăn ấy, chưa từng ăn bánh phở này thì người ta sẽ cảm thấy là nó hơi dày. Bởi vì bản chất của bánh tráng tay thì không thể làm mỏng được. Làm mỏng khi mà mình trần bánh nó sẽ rất là dễ bị gãy. Thì cái bánh này mà khi mà trần đúng độ thì nó rất là mềm, nó rất là quyện. Ba loại gỗ TV đấy. Cô bảo đảm bánh phở của độ ngon vào bát phở là phải 60-70%. Cô lấy cách cửa hàng bánh phở này là 35 lay rồi. Và với bánh phở để cô chan vào nước phở là dẻo và giòn, ngon, chất bảo đảm, nước không bị đục. Ở chỗ 49 Bát Đàn, nhà bà Ngoan. Cứ lúc 4:30 sáng thì khi mọi người còn đang say giấc thì tại địa chỉ 49 Bát Đàn Hà Nội, những người thợ đã dậy làm bánh phở cho khách. Và theo tôi được biết thì trước đây nếu ngày nào mà chưa có điện thì bà chủ hàng phải dậy từ 2 giờ để băng gạo đi nơi khác xay về mới có cái để tráng bánh phở.
Phở Hải, Phở Lâm chỉ là một trong số những quán phở chọn phở Bà Ngoan cho hương vị phở của mình. Vậy nên xưởng phở Bà Ngoan không lúc nào ngơi nghỉ. Ngày nào cũng vậy, khi cả thành phố chìm trong giấc ngủ thì không khí tại xưởng bánh phở trên phố Bát Đàn lại tất bật, khẩn trương để kịp giao bánh cho các tiệm phở sáng sớm. Trước đây có những ngày mất điện, cô con dâu Bà Ngoan là bà Trương Ngọc Diệp còn phải dậy từ 2 giờ để bác gạo đi nơi khắp xay về mới có cái để tráng bánh. Mọi người thì ngủ đêm, còn gia đình nhà tôi sẽ lại làm đêm. Mà trước khi để chuẩn bị cho một cái đêm làm hôm đấy để sáng ra được có những cái mẻ bánh ngon nhất thì là chúng tôi phải chọn gạo, ngâm gạo từ chiều hôm trước để tối bắt đầu vào ca để làm ra được những mẻ bánh ngon nhất để cho sáng hôm sau. Ngày xưa nếu mà để cái lúc mà tôi tiếp quản cái nghề này ấy, thì hoàn toàn làm thủ công, từ công đoạn thái tay, cắt bánh rồi tráng thì hiện giờ thì vẫn tráng thủ công. Thế nhưng mà tôi phải dậy từ 2-3 giờ sáng, từ cái khâu chọn gạo cũng phải rất là quan trọng, ngâm gạo rồi vo để nó rất là nó không đến lúc mà bột mà tráng ra rồi ấy, thì là không bao giờ còn có cái vị chua gì của gạo ngâm nữa. Nghề nhà tôi thì gần như là phải làm quanh năm, một năm thì đúng được nghỉ 5 ngày Tết. Nếu mà tôi nghỉ ấy, thì cái nhu cầu của mọi người vẫn có, tôi vẫn phải đáp ứng được, phục vụ đầy đủ cho mọi người. Gần 40 năm tiếp quản nghề từ mẹ chồng, bà Trương Ngọc Diệp cố gắng giữ nghề mặc dù ngày nào cũng phải làm đêm và buộc phải thích nghi với thời tiết bốn mùa của Hà Nội. Bình ơi, hôm nay cái tỷ lệ gạo mình ngâm như hôm qua như thế này là ngon đúng không cháu? Trời hôm nay nó vẫn... Đúng rồi, cô cũng thấy nó ổn mà. Thì hôm nay trời nó nồm đấy thì cháu vẫn ngâm rút cái gạo dẻo đi nhá Bình nhá. Mệt không con? Tráng cả đêm mệt không? Hả? Dạ. Ôi cố gắng lên. Mới bỏ rau thớt chừng vài năm sử dụng máy một phần nhỏ cho công đoạn làm bánh để giảm tải sự vất vả. Tuy nhiên có những khách đặt hàng thái tay, bà Diệp vẫn làm. Thời tiết của Hà Nội thì ảnh hưởng đến việc làm bánh phở. Có cháu, thời tiết phải tùy từng ngày mà cô điều chỉnh cái lượng gạo ngâm để cho nó thích hợp. Nếu mà thời tiết mà nó có nóng thì cô lại phải rút bớt cái gạo dẻo đi. Mà thời tiết nó hanh khô thì mình lại phải tăng gạo dẻo lên. Hoặc là trời mà có nồm thì mình cũng phải cho rút bớt cái tỷ lệ gạo để cho nó hợp lý đấy. Cái ngày xưa là cô cũng phải dậy từ 3 giờ sáng, không cứ ngồi còng lưng như thế này này, hai vai là cứ đau mỏi rã ra. Nhiều khi cũng nản lắm đấy cháu. Ngày xưa mà mới học thái bánh thì cô cũng phải tập nhiều không cô? Bao nhiêu mẻ bánh thì mới thấy nhuần nhuyễn như này ạ? Mới đầu thì cứ thái tóc bụp từng tí một thôi. Mà sợi to, sợi nhỏ, sợi nào to quá cho vào ăn luôn. Để cho mọi người, để không có mọi người chê. Hoặc là mình phải nhặt bỏ ra chứ không kiểu như thái đều được như thế này. Nhiều khi là mẹ cô cũng dạy cho cẩn kẽ, cẩn thận lắm. Nghĩa là thái thì con phải thái cho nó đều tay. Như này này, không có rồi thì sợi to, sợi nhỏ bím tay khách là họ chê. Thì một ngày cô thái được bao nhiêu... Nếu mà thái nhanh như thế này thì một ngày chỉ một tiếng chỉ thái được 25 cân bánh thôi. À, một tiếng 25 cân bánh, thế thôi một tiếng đấy là nhiều đấy ạ. Nhiều. Vì cái bánh trắng tay này thật ra là học nó cũng rất nhiều thời gian. Tại vì mình tráng thì mình phải biết cảm nhận được cái bánh như nào là ngon. Nhất là những cái đoạn mà mình phải pha nước làm sao cho cái bột nó đủ mềm, đủ dẻo thì nó mới có một cái độ dai. Hoặc là ví dụ như khi mình khỏa bánh, mình không được khỏa lâu quá, vì khỏa lâu quá mặt bánh nó sẽ bị khô, nó sẽ rất dễ bị gây bánh. Nếu mà bắt đầu mình khỏa cái bánh và đậy cái bánh thì nó sẽ mất độ tầm độ 1 phút hoặc hơn 1 phút gì đấy. Xay gạo, pha bột, tráng bánh, phơi, rồi thái bánh,
những công đoạn cứ lặp đi lặp lại từ đêm cho đến sáng. Ngày nào cũng một quy trình từ 4 giờ để duy trì một thương hiệu bánh phở mà những quán phở trên phố vẫn cứ chọn lựa vì không muốn thay đổi hương vị bát phở của họ. Chị muốn lấy 5 cân phở cuốn, mang sang bên kia là các em thích lắm. Mình đến đây để mình mua phở để gửi sang bên Đức. Cứ nhớ đến Hà Nội là nhớ đến phở, mà phở là phải phở ở đây thôi, chứ không phải phở nơi khác được. Phở xong là bay sang Đức. Xong là có ngày phở trong ngày hôm nay rồi đây. Đường giao đi để có được những tô phở ngon cho một ngày nhiều năng lượng. Đó cũng là thời điểm mà bà chủ cũng như những người thợ làm bánh phở được nghỉ ngơi đôi chút và lại tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu làm hàng cho ngày tiếp theo. Dù nhịp sinh hoạt của họ có đôi phần khác biệt nhưng với họ đó là cuộc sống, là sự tâm huyết với nghề và cả vì những thực khách yêu thương bánh phở cổ truyền này. Ăn một bát phở và một cốc chè đá ngon. Cái bánh phở thủ công này ăn đến cuối bát thì mình vẫn không bị nát. Giáng tay luôn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, đó là cái hương vị truyền thống mà chúng tôi luôn hướng tới. Được khách tin tưởng và khách yêu quý thì tôi, đấy là niềm vui của tôi rồi.